Quá wow, tới rồi mấy anh ơi. Mưa. Mấy cái đám mưa lớn á mà không để ý á, này con nó ướt nè. Nó rút vô tường mà mình không hay á cả nhà, nó ướt mấy cái hộp hết trơn rồi. Quyền cái lô máy Genmi VIX nha cả nhà, VIX với có đâu lọt hơn con BF 6000 nữa. Nó thì nó tình trạng máy là nó chỉ bị ướt mưa và mất hộp thôi. Tại ướt mưa cái hộp nó bèo nhèo quá em bỏ ra luôn nha cả nhà. Rồi em bỏ ra em bán rẻ ha. Thì như cái con Yolo BF 6000 này bình thường anh em mua là nó sẽ là 300.000 một con. Thì bây giờ em bán còn 250. Đó. Còn cái lô mà Redmi VX này bình thường anh em mua cái size 7000 là 250. Thì bây giờ em sẽ bán giá là 200. Nói chung là máy nó không có bị gì hết nha cả nhà. Nó bị xui là ướt mưa mất cái hộp thôi. Ướt hết cái hộp thôi. Còn 6000 thì 190, cứ mỗi size vậy lệch nhau 10.000 nha anh em. Anh em mà lấy số lượng từ 2-3 con thì em sẽ bấm bụng, em hỗ trợ, em bao ship cho anh em luôn. Nói chung là đã lỡ lỗ rồi cho nó lỗ luôn nha cả nhà. Lỡ xui rồi cho nó tới xui luôn đó. Thì tình trạng thì nó còn một mớ máy VX size từ 2.000 tới 7.000. Thì anh em xem thêm dùm em cái số lượng nằm ở dưới mô tả nha. Còn riêng cái dòng cái con BF này nó có một con thôi nha cả nhà. Một con. Anh em mua mới á, là 300, nhưng mà bây giờ em bán mình 250. Ok chưa? À, thì anh em thấy con nào hợp lý á thì liên hệ chốt đơn sớm nha. VIX nó có từ size 2.000 tới 7.000, số lượng nó cũng lọt chọt lắm cả nhà, nó không có điều. À, anh em coi số lượng dưới phần mô tả giùm em nha.